Chào mừng các bạn đã đến với Mềm Mại 7/9. Hôm nay Mềm Mại 7/9 sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái hộp check-in bằng tăm. Mình làm bằng tăm. Thì cái này các bạn có thể sử dụng làm một món quà tặng cho người thân hoặc là người bạn muốn tặng gì đấy. Thì cái này các bạn có thể sử dụng nó làm hộp quà cũng được. Hộp thì chúng ta đựng quà trong đây. Đây. Hoặc là các bạn có thể sử dụng nó làm khung ảnh. Khung ảnh thì đây như mục này, cái này mình làm là khung ảnh con xíu đây này, trong đây trái tim nhỏ không đây. Còn nếu các bạn muốn làm khung ảnh lớn thì các bạn có thể làm nguyên cái hình trái tim này luôn. Và cái này các bạn có thể sử dụng chính nó làm món quà cũng được. Thì cái này mình kết hợp giữa ba thứ vào đấy. Nó vừa là hộp quà đấy. Nó vừa là khung ảnh và nó chính cũng là một món quà luôn. Thì trong đây cái hộp quà này, như cái khoảng trống này, các bạn có thể bỏ được ví dụ như những món quà đơn giản cho các bạn gái, bạn trai gì đấy, một cái móc chìa khóa hay là một con búp bê, con có bông nhỏ nhỏ gì đấy, bỏ ở đây, nó là hộp quà luôn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cách cơ bản nhất để làm được một chiếc trái tim hình trái tim như thế này, nó rất là độc đáo. Thì đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình nguyên vật liệu và dụng cụ như sau. Đầu tiên các bạn chuẩn bị cho mình tăm. Tăm nhọn, các bạn lựa cái loại tăm nhọn nào mà các que nó đều nhau. Chứ có nhiều loại là que bên trong, que lớn, que bé thì người ta loại ta vứt đi cũng được. Ở đây mình dùng cái loại này là 3 gói. Gói mình mua thì 2.000 thì phải. Tiếp theo là không thể thiếu được, đó là keo 502. Keo 502 các bạn chú ý là mua cái loại keo 502 một cái lọc lớn như thế này. Hoặc là mua của cái loại keo 502 thật đấy, kiểm tra đúng là loại thật thì dính nó mới dễ. Mình mua làm cái video này, mình làm được cái trái tim này, mình mua mất cái hộp là hộp thứ ba. Mình mua hai hộp đầu không làm được vì nó dính, không thể dính được. Tiếp theo đó là một tờ giấy, giấy trắng. Các bạn có thể giấy trắng hoặc giấy học sinh, giấy gì cũng được, miễn nó trắng là được. Tiếp theo nữa là một ít cái loại bìa giấy cứng. Đây, như kiểu hộp bánh hoặc là hộp cà phê. Đấy. Dụng cụ bao gồm có bút vít, kéo và dao cắt giấy. Ok, bây giờ chúng ta bắt tay vào làm. Bước đầu tiên các bạn làm cho mình là lựa tăm ra. Các bạn lấy một gói tăm này này, bạn lựa ra, lấy những que đều nhất. Thì các bạn ước chừng làm sao cho nó đúng khoảng giữa. Hoặc là các bạn có thể lấy thước đo xem nó bao nhiêu cm, rồi chia lấy đúng ở giữa, chúng ta bẻ đúng ở giữa này. Mình bẻ chừng thôi. Thì bẻ đúng ở giữa thì các bạn có thể tận dụng được cả hai đầu. Đầu này cũng dùng được mà đầu này cũng dùng được. Để chúng ta gắn cái này. Đây, cái dọc này là khoảng cách là vừa đẹp nhất. Thì các bạn bẻ cho mình khoảng một túi này. Ước chừng làm sao, các bạn ước chừng làm sao có thể là nó vừa như thế này là được rồi. Thì đây là mình đã bẻ sẵn rồi. Bẻ sẵn thì như thế này. Đây, mình được như thế này. Sau khi bẻ sẵn rồi thì các bạn sẽ gắn lại từng khối lại với nhau. Đây khoảng tầm 4 hoặc 5 cái gì đấy. Mình nghĩ chắc khoảng tầm 4 cái. Ví dụ như những khúc cua này, chúng ta khúc cong thế này thì chúng ta sẽ gắn cần 4 cái thì là cái độ cong nó đẹp hơn. Còn như khúc thẳng này các bạn có thể làm dài 2-3 đốt cũng được. Ở đây như mình làm 5 cái nhé. Các bạn sắp đầu nhọn ra đầu nhọn mà đầu bằng ra đầu bằng. Chúng ta sắp xuống nền nhà hoặc một cái nền gì đây, tấm kính hay tấm gì cũng được. Miễn nó cái khi không may mà keo nó dính vào là mình có thể lấy ra nó dễ dàng. À, lấy cái bìa cứng này hoặc các bạn là có thước cũng được, mình cắt mình dùng bìa cứng này để chúng ta sắp bằng cái phần chính ạ. Đây như thế này, các bạn để đây thì bên đây là cái đầu nhọn của cái tăm, thì chúng ta dùng cái này để chúng ta sắp cho nó bằng cái tăm này, ta sắp cho nó bằng. Đấy. Sau khi bằng xong chúng ta dùng keo chúng ta nhỏ vào. Đấy.
nhỏ vào thì các bạn cứ phải làm cho mình tất cả đây, cứ 5 que hoặc 4 que hoặc có thể là 10 que cũng được, là gắn thành những cái khối như thế này. Mày nó dính xuống nền nhà, dính xuống các bạn cẩn thận dùng keo đánh hai, rất dễ bị. Chúng ta lấy dao cắt giấy, chúng ta lật nó lên thì chúng ta sẽ được những cái khối như thế này. Sau khi đã gắn xong, đầu nhọn chúng ta làm cho bằng thế này. Quan trọng đầu nhọn trên bằng thôi, còn đầu dưới chúng ta có lệch một chút cũng không sao. Đấy. Đấy. Thì đa số là nó sẽ bằng lắm mà, thì không lệch đáng là bao đâu. Lệch cũng không quan trọng thì chúng ta cũng không quan trọng đến cái phần ở dưới. Thì như các bạn bẻ tăm lúc nãy mình hướng dẫn chưa được chi tiết. Các bạn bẻ tăm như thế này này, thì ướm như thế này, chúng ta sẽ bẻ bằng, thì hai bên nó sẽ bằng nhau. Thì chúng ta sẽ lấy một que chuẩn, cái que này làm que chuẩn này, và các bạn tiếp tục bẻ những cái que sau, cứ dùng cái que chuẩn thôi chứ đừng có lấy cái que khác. Các bạn ướm là nó sẽ rất dễ bị lệch. Đây cái que chuẩn này, thì chúng ta cứ cầm cái que chuẩn cố định và lấy những que còn lại lên bẻ bằng tay, hoặc bạn nào cẩn thận hơn thì có thể là dùng bằng kéo hoặc là dùng bằng cái cắt móng tay cũng được, thì nó sẽ đẹp hơn, dễ làm hơn. Đây. Nhưng mình nghĩ là bẻ bằng tay cũng được thôi. Cứ bẻ như thế này và để vào hộp. Đấy. Thì đó là cách để chúng ta có thể bẻ cái tăm nó đều nhất. Sau khi các bạn gắn được các cái khối như thế này rồi thì các bạn để đây. Đó là chúng ta đã gắn cái phần tăm, chúng ta đã gắn xong rồi nha. Bây giờ bước tiếp theo là phác họa cái hình trái tim lên tờ giấy giấy trắng này. Các bạn gấp đôi tờ giấy trắng lại, hoặc giấy học sinh cũng được, tùy theo cái kích cỡ các bạn muốn làm cái trái tim kích cỡ to hay lớn hay nhỏ bằng bao nhiêu. Thì theo mình như cái món quà chúng ta tặng nên cái tầm như bằng bàn tay thôi, nhỏ nhỏ nó xinh và nó nhìn nó vẫn đẹp hơn là những trái tim lớn. Đấy, chúng ta làm vẫn dễ hơn này. Thì sau đó các bạn phác họa cái hình trái tim lần đây lên đây. Lên đây thì hình trái tim có nhiều bạn chắc có khi này cũng có bạn vẽ không được đẹp lắm luôn. Chúng ta cứ làm một vết từ trên xuống thế này. Các bạn phác họa. Đây mình làm ví dụ thôi. Như thế này chúng ta sẽ được hai cạnh nó đều nhau hơn. Đây. Chúng ta phác họa như thế này. Và chúng ta dùng kéo chúng ta cắt. Cắt theo cái đường chúng ta vừa vẽ. Mở ra chúng ta được một trái tim. Rất là đẹp đúng không? Rất đều, hai cạnh bên hai bên rất đẹp. Thì sử dụng cái cạnh này. Đây, hôm qua mình cắt cái này đây. Chúng ta chỉnh sửa, cố gắng chỉnh sửa một lúc thì đẹp hơn. Thì sau khi xong thì các bạn dùng một miếng bìa cứng này. Các bạn đặt cái trái tim này lên. Sau đó lấy bút chúng ta mạc lại. Chúng ta mạc lại kẽ theo cái đường trái tim đấy. Sau khi xong được cái hình trái tim này rồi, chúng ta cắt. Cắt để lấy cái trái tim mà chúng ta cần sử dụng để làm trái tim. Đó là cái bìa cứng này. Còn bạn này nào mà khéo tay hơn thì có thể vẽ trực tiếp lên cái bìa cứng luôn, khỏi cần làm cái bức tờ giấy trắng làm gì cho mất công. Sau khi mình đã cắt được một cái hình trái tim này rồi thì đây là cái phần để mình làm cái đế, cái mặt đít sau này. Thì nếu như bạn nào mà thiết kế như cái kiểu như của mình đây
thì các bạn sẽ gắn tâm lên cái phần là đây. Nếu bạn nào mà thiết kế theo cái giống kiểu mình thì các bạn gắn tâm thì cái chiều này dưới mặt đáy này. Còn nếu bạn nào mà thiết kế để làm một cái khung ảnh xung cái ảnh để các bạn dán toàn bộ cái phần này thì các bạn không cần phải dán cái tâm này, không cần phải gắn tâm ở phần dưới này. Thì mình sẽ hướng dẫn luôn, đối với cái này là mình hướng dẫn luôn là như thế này. Thì các bạn sử dụng một gói tâm, cái này thì rất đơn giản, cái mặt đáy này chúng ta làm rất đơn giản. Các bạn cứ sắp đều cái tâm này này ở trên cái trái tim này. Chú ý là các bạn là sắp cái tâm cho nó lệch số cái cạnh này một xíu nhá, đừng cho cùng cạnh này, là đến lúc chúng ta làm nó không được thẩm mỹ nhá, chúng ta làm cho lệch một xíu đây như thế này. Sau đó chúng ta gắn keo lên từng mảng một, chúng ta xếp tất cả lên, nhớ là xếp ra mép để mình xếp đây, xong rồi mình gắn keo rồi mình hướng dẫn chi tiết cái đoạn này hơn. Trong video này mình chủ yếu là hướng dẫn cơ bản thôi. Cái còn nếu mà làm từ đầu cái cuối này mà một cách chi tiết nhất thì cứ một 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 cung cung khung đoạn của cái này mình sẽ hướng dẫn một một góc chi tiết về nó thôi. Chứ nếu mà làm hết cái này mình cái hôm mình làm là hết mất một buổi ấy. Tuy nó là nhỏ bé nhưng mà nếu như các bạn tặng cho người thân ấy cái món quà này là cái người nhận người ta cũng thấy là rất là ý nghĩa. Thì công công sức mình bỏ ra làm rất tỉ mỉ. Đây, sau khi chúng ta đã gắn được cái này thì các cái phần còn lại ở dưới đây nó sẽ bị thiếu hụt này. Thì đối với tâm nhọn này dễ thôi, cứ đầu nhọn nó này chúng ta ghép vào, ghép thẳng luôn nha, các bạn chú ý là ghép thẳng luôn, ghép thẳng như này, chúng ta gắn tiếp, cứ xen kẽ nhau là chúng ta gắn vào, gắn tiếp cho nó đầy hết cái khuôn này, đầy hết cái mặt này, nó tràn ra như thế này cũng được. Thì sau khi các bạn gắn xong thì chúng ta sẽ dùng kéo chúng ta cắt những cái phần thừa này. Đây, phần thừa này dùng kéo ra cắt cẩn thận những phần thừa này. Đây, các bạn thấy nó đã mít đầu rất đẹp đó. Thì cũng giống như mình làm đây, cái này đây mình cũng cắt hết phần thừa bên trong này. Sau khi cắt xong là các bạn được một cái tấm đế như thế này. Thì bước tiếp theo là chúng ta phải gắn cái mép ngoài nhá. Mép ngoài thì đây, như cái khối này đây, cái khối mà chúng ta đã gắn từ đầu đó là 4 đến 5 que. Thì chúng ta sẽ gắn lên cái cạnh này, cạnh của ngoài của trái tim. Thì các bạn gắn đầu tiên, cái đầu tiên các bạn gắn thì bạn chú ý là ghép cái cạnh trái tim này làm sao cho nó vuông góc này. Để các bạn thấy nó vuông góc, chiều này nó cũng thẳng đứng. Chúng ta bỏ keo tạm thời vào. Làm này chắc chắn là keo sẽ dính vào tay, không nhiều cũng ít thôi. Đây, sau khi keo nó chưa khô hoàn toàn, chúng ta xoay, chúng ta chỉnh làm sao cho nó đúng cái phương thẳng đứng của nó và vuông góc. Cái này là cái chuẩn, cái đầu chúng ta gắn là cái chuẩn. Sau khi được cái đầu rồi thì cứ tiếp tục cái thứ hai, cái thứ ba, cái cuối cùng chúng ta vẫn cứ đi gắn theo kiểu như vậy. Cứ đứng lên. Đây. Chúng ta vẫn cứ sắp 4 5 que lại. Làm cho nó bằng cái đầu. Cho keo vào. Thực sự mà nói, cái món quà này chúng ta mà làm thì nó chủ yếu là về công chúng ta làm, chứ nguyên vật liệu các thứ chúng ta chuẩn bị nó không đáng là bao cả. Ba gói tăm, một keo 52, tất cả chỉ có thế. Còn bìa cứng, giấy bìa này có thể xin các cửa hàng tạp hóa, thế người ta cho
út thì các dụng cụ chúng ta hỗ trợ thì cái đó có sẵn trong nhà. Đây, lại lấy được một khuôn như thế này, chúng ta tiếp tục ghép lên. Cái phần ghép từ cái lần sau chúng ta ghép này thì chủ yếu các bạn sẽ lấy cái độ bằng ở trên cái mép này thôi, còn ở dưới nó thừa kệ để tí chúng ta xử lý sau. Đây, nó bằng như thế này, gắn vào. Đây là cái đoạn nó không được cong cho lắm thì các bạn có thể dùng cái khối 5 que cũng được. Đây, chúng ta phải ngửa lên, chúng ta nhìn thế này, ta chỉnh sao cho nó bằng bằng trên đây. Vì cái lúc nó keo keo nó cũng chưa chết hẳn đâu, nó đang còn dẻo, lúc chưa chết hẳn đấy, chúng ta chỉnh được. Đấy là được 2 khối. Tiếp tục các bạn cứ thế tiếp tục, ta dùng tiếp khối nữa lại gắn lên, và sau đó sắp bằng cái mép này, ta cho keo vào, cho keo vào xong thì keo đang dính, đang cái quá trình nó dính thì chúng ta lại ngửa lên, chúng ta nắn ở trên đây cho nó bằng trên đây lại, thì sau đó chúng ta sẽ nhìn đây, các bạn nhìn thấy đấy, nó đi thẳng hơn. Vì lúc chúng ta cầm cái phần quà lên thì chúng ta chủ yếu chúng ta nhìn bên cạnh trên này nó đẹp hay không, thẩm mỹ hay không cạnh trên này, chứ dưới này nó có cong hay thế nào nó cũng quan trọng. Đấy, sau khi được như thế này thì giống như cái này, mình sẽ gắn một đường que tăm trong đây này, một là để cho nó kiên cố giữa cái cạnh này và cái mặt đáy chắc hơn, hai nữa là che lấp những khuyết điểm ở nơi hai cái kẽ của hai cái này. Thì các bạn dùng tăm thôi, những cái đoạn thẳng này là các bạn ghép tăm này là dễ thôi, đoạn thẳng này ghép tăm thế này, còn như đoạn cong cong thì tăm nó dễ thôi. Các bạn chủ yếu có bật lửa cái em lựa que tăm mà nó màu trắng này thì nó dễ uốn thôi, các bạn cứ uốn nhẹ nhẹ tay thôi, nó có cái tiếng lách tách 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 kiểu là chuẩn bị gãy ấy, là được. Lúc đó chúng ta có thể dễ dàng đây, nó có thể cong ở đây thì các bạn nó đã cong rồi thì cứ thế mà y vào, chúng ta gắn keo vào thôi, rất là đơn giản rồi đấy. Sau khi gắn mép trong xong thì mép ngoài chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta cũng gắn thêm một đường như thế này, nhìn nó sẽ kiên cố chắc chắn và nó che lấp được cái mép này thì nhìn nó còn đẹp hơn. Đây, mình để xuống dưới đây nhìn nó rất đẹp đúng không ạ, cả bên trong này cả bên ngoài này. Sau khi gắn xong được cái phần này coi như là như thế này, các bạn cứ thế tiếp tục, các bạn đi tiếp gắn tiếp cho lúc nào hết cái khuôn trái tim thôi. Cái đoạn nào nó cong cong quá, ví dụ những cái điểm này nó cực kỳ cong thì chúng ta làm chỉ cần 4 que hoặc là 3 que này thôi, cái khối 4 que hoặc khối 3 que thì gắn cái độ cong nó nhìn đẹp hơn. Sau khi các bạn hoàn thành bước này, bước cạnh này và bước ở dưới đáy rồi thì chúng ta sẽ thực hiện là trang trí bên trong. Như đây là mình trang trí chữ M và chữ V là để ý nghĩa là viết tắt là mẹo vặt, thì các bạn có thể ghi tên bạn và người ấy. Đấy. Còn cái khung hình trái tim này thì các bạn cũng uốn từ cái que tăm này, mình đây là mình uốn que tăm này và các bạn gắn lại vào thôi, gọi là phụ họa trong cái phần này cho nó đỡ trống trải đẹp hơn. Thì trong cái phần cái giấy mình viết chữ mẹo vặt này thì các bạn có thể bây giờ Facebook hoặc là Zalo thì rất nhiều ảnh, các bạn lên tải một bức ảnh của cái người bạn cần tặng, xong ra cái tiệm mà làm chụp ảnh ấy, rồi họ in ảnh cho mình cái cỡ nhỏ thôi là nó rất nét. Chúng ta về chúng ta cắt bằng cái khung hình trái tim, chúng ta gắn ảnh người ấy vào đây. Đấy. Và trên đây các bạn có thể ghi tên hai người cũng được, mà các bạn có thể tặng vào nhân dịp sinh nhật thì các bạn có thể ghi ngày sinh, tháng năm sinh của người ấy vào đây, hoặc không thích thì các bạn có thể trang trí hoa lá tùy các bạn theo cái sự sáng tạo của các bạn. Thì các cái mép xung quanh này các bạn cũng có thể gắn tăm được, mà các bạn cũng có thể dùng cái loại dây kim tuyến các bạn gắn xung quanh cũng được. Đây mình chỉ là làm phần cơ bản, các bạn có thể mua kim tuyến về các bạn rắc đầy lên cái mép tim này cũng được cho nó óng ánh, cho nó sinh động hơn.
đó là xong, chúng ta đã mình đã hướng dẫn xong cái phần này. À, quên, còn bạn nào mà muốn bỏ nguyên bức ảnh vào đây ấy, thì lại rất đơn giản, các bạn không cần phải gắn cái phần đế này nữa, phần này các bạn không cần gắn nữa, vì bức ảnh nó đã nằm đè lên thì không quan trọng cái phần dưới đâu. Thì các bạn có thể gắn in một bức ảnh nguyên bằng cái trái tim lớn này, gắn ảnh người ấy vào đây, rồi sau đó xung quanh cái mép này chúng ta do giấy cuộn tín vào. Đấy, rất đơn giản. Tiếp tới là mình sẽ làm cái phần nắp. Cái nắp này là quan trọng. Cái điều đặc biệt của mình làm ở đây là có cái nắp này, nó cái kiểu như hình ánh hào quang rất đẹp. Các bạn nhìn thấy ánh hào quang rất đều đúng không? Chứ không có một chút nào là nó nghiêng, nó nánh vào bên nào. Thì trong các clip trên mạng người ta cũng làm trái tim cũng rất nhiều bằng tăm. Nhưng cái này mình suy nghĩ mãi, mình nghĩ là được cái cách làm nó đặc biệt hơn một xíu như thế này. Thì sau khi các bạn đã gắn được cái trái tim như thế này, để chúng ta làm cái nắp nhé. Cái nắp thì các bạn đây, các bạn có thể úp cái mặt trái tim này xuống. Để chúng ta úp ngay trực tiếp lên cái bìa cứng nha. Sau đó lấy giấy, lấy bút chúng ta vẽ lên theo cái hình chúng ta vừa úp. Thì các bạn có thể vẽ ra được một cái trái tim như thế này. Vẽ được trái tim như thế đấy thì các bạn cắt cái trái tim này ra cho mình, dùng kéo chúng ta cắt ra. Các bạn cắt cho mình cách cái phần chúng ta vẽ ra này khoảng tầm 4 ly, 3 đến 4 ly gì đấy. Có nghĩa là nó lớn hơn cái trái tim chúng ta vừa vẽ 3-4 ly. Chú ý là cái trái tim trên mặt này chúng ta làm cẩn thận, vì là nó là cái bộ mặt của cái món quà mình định tặng cho người khác. Ok, đã được trái tim. Thì mình cái này mình sẽ hướng dẫn cái chi tiết là để các bạn làm sao cho nó ra được cái hình hào quang nó đều như thế thôi. Đây, các bạn cũng dùng tăm. Sau đó các bạn lấy một cái, chúng ta vẽ từ cái điểm giữa của trái tim này cho nó dọc từ trên xuống. Các bạn ước chừng cái khoảng giữa của hai cái khoảng này. Mình ví dụ là đây. Đây. Kẽ từ trên xuống, ta ước chừng cái khoảng giữa đây. Mình sẽ sử dụng nó làm tâm. Tâm của cái ánh hào quang của trái tim. Sau đó các bạn gắn, để cái đầu nhọn vào trong cái tâm đó, các bạn gắn một que trên xuống. Đối diện các bạn cũng gắn một que nữa, cũng cho cái nhọn vào tâm. Sau đó các bạn gắn hai bên cạnh, hai bên thành dấu cộng đó các bạn. Dấu cộng mà tâm nó nằm mà chúng ta vừa mới xác định xong đó. Đó là điểm tâm. Ở đây mình sẽ làm thử một góc thôi, vì cái này làm lâu quá nên mình không thể làm hoàn thiện cho các bạn xem một cách chi tiết 100% được. Đây được cái cộng này. Thì tiếp tục chúng ta lại chi đôi tiếp. Ví dụ bây giờ mình làm cái góc này trước nhé. Làm ví dụ góc này rồi các góc khác các bạn áp dụng theo nhé. Đây các bạn chia đôi cái khoảng này ra, chúng ta gắn cái ở giữa, cũng cho cái nhọn vào tâm. Sau đó chúng ta lại chia đôi tiếp khoảng của chúng ta vừa chia đôi xong. Đây, chúng ta gắn vào từng que một, chậm rãi đều đều. Cứ thế chúng ta chia đôi. Đây. Sau đó chúng ta chia đôi tiếp cái khoảng chúng ta lại vừa mới chia đôi xong. Đây. Chúng ta nhớ tiếp vào đây, khi nào nó đầy thì cái khoảng đó là ok rồi.
Đây mình chia đôi tiếp nha. Sau đó bỏ vào đây. Các bạn cẩn thận làm cái này là rất dễ là bị dính keo. Mà không quan trọng keo cái gì khó thì nó mới đặc biệt, đúng không ạ? Cái này chúng ta làm chủ yếu là câu. Gắn từng que một này mà hết cái bảng này thì chắc chắn là hết 2-3 tiếng đồng hồ. Mà đối với cái này thì các bạn sinh viên hay là các bạn đi làm ấy, thì thời gian rảnh cũng rất là nhiều. Đôi khi chúng ta cũng tận dụng cái thời gian rảnh thì chúng ta làm nên những món quà nó cực kỳ là đơn giản thôi, nhưng mà lại cũng không kém phần độc đáo. Cứ thế từng bước một. Sau khi đây mình sẽ ví dụ một góc này thôi, đây sẽ gắn được như thế này, nó cũng tương tự như cái này mình làm này, thì các bạn có thể sân chia nó làm sao nó khít hơn, các khoảng cách này nó khít hơn một xíu nữa. Thì hãy dùng những lựa chọn những que tăm lớn nhỏ khác nhau, ở trong cái gói tăm nó sẽ khác nhau cỡ một xíu, và các bạn sẽ cho nó vào cái kẽ thật kín nhất có thể. Sau khi xong thì các bạn dùng kéo các bạn cắt cái phần thừa này đi. Bây giờ chúng ta gắn rồi thì nó chắc là cắt vô tư, cắt cái phần thừa này, cái phần thừa này nó rụng xuống đây, đây những cái phần thừa chúng ta vừa cắt nó rụng xuống đây. Chúng ta lại tận dụng cái phần thừa đó để chúng ta làm tiếp các cái cạnh. Đây này, trong đây có những cạnh nó rất ngắn. Cái tăm chúng ta tận dụng sử dụng cái đoạn ngắn như thế này thôi. Chúng ta sử dụng những cái que thừa này gắn vào. Thì khoảng tầm cái mặt này mình làm chắc khoảng tầm gần một gói tăm này là được cái mặt này. Đấy. Tức là coi như là các bạn cứ thế tiếp tục làm thì nó được như thế này. Sau đó cái phần đít, phần đáy chúng ta sẽ sử dụng dây cứng, dây bìa. Chúng ta cắt, các bạn cắt đây như thế này. Đây, các bạn cắt như thế này. Chắc nó khoảng tầm 2cm đấy. Đây. Thì các bạn dán lên. Dán lên thì dán như thế nào. Bây giờ các bạn như đây chúng ta đã gắn rồi. Các bạn lật ngửa úp cái phần chúng ta gắn hình hào quang này, úp xuống. Chúng ta lấy trái tim này, chúng ta cùng úp nó xuống lên cái mặt này. Đây. Sau đó chúng ta lấy bút chúng ta vẽ lại cái đường của trái tim. Các bạn chỉ sân chi sao nó đều xung quanh các cạnh nhé. Đây. Chúng ta sẽ được những đường kẽ như này. Thì cái bìa cứng các bạn sẽ gắn đây, cái bìa cứng phần này để làm cái mép để cho nó cố định chắc hơn cái món quà chúng ta. Các bạn gắn vào phía trong đây một tí này, cách nó khoảng tầm 2-3 ly đấy. Đây, cái mép lại chúng ta vừa kẽ cái hình trái tim này, bên trong mình gắn đây. Thì ta sẽ cắt cái miếng giấy khoảng tầm 2cm, sau đó chúng ta quanh vòng và chúng ta gắn vào thôi. Đây, mình ví dụ đây. Mình sẽ ví dụ như thế này. Các bạn chỉ việc đặt lên thế này. Vút cái tờ giấy cho nó cong này. Dễ làm. Sau đó chúng ta bạn đặt lên cái phần cách cái đường kẽ này. Khoảng tầm 2-3 ly rồi đấy. Chúng ta gắn keo vào. Cứ thế chúng ta đi đâu, đi đến đoạn nào chúng ta nắn đoạn đó. Cứ đi đoạn nào các bạn nắn đoạn đó thì sau đó nó sẽ thành một hình trái tim bên trong như thế này. Mục đích là chúng ta gắn cái đó là sao? Mục đích gắn cái đó là chúng ta sẽ làm cái khớp để chúng ta nắp cho nó được dễ hơn như thế này. Các bạn sau khi làm xong cái này thì coi như là phần quà chúng ta đã hoàn thành. Các bạn nắp vào này nó chắc chắn. Các bạn có thể trang trí thêm cái nơ vào đây.
như thế này, trang trí một cái nơ vào đây và bỏ quà con thú bông hoặc là con cái móc chìa khóa vào đây, nắp lại, chúng ta tặng cho bạn bè, người thân, người ấy gì đấy. Nếu như người nhận, người ta nhận xong thì người ta sẽ lấy quà ở đây, và cái này người ta sẽ trưng bày là món quà luôn. Đấy, nó là món quà luôn, đặt như thế này trên bàn học hoặc là trên bất cứ một cái gì đấy, tủ kệ hay là bàn sách hay cái gì cũng thế. Đấy, như thế chúng ta là sẽ thành một món đồ trang trí luôn. Đây là toàn bộ những phần mình hướng dẫn chưa được chi tiết lắm, nhưng mà cũng đủ cơ bản cho các bạn có thể làm được những cái bước mình theo mình nghĩ là khó trong đây đối với nhiều bạn không biết. Thì trong video nếu một còn đoạn nào các bạn mà không hiểu hoặc là chưa rõ cho lắm, các bạn có thể để lại nhận xét ở dưới video, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhiệt tình và trợ giúp các bạn làm hoàn thành món quà này được tốt hơn. Bạn hãy đăng ký kênh Mẹo Vặt 789 và chia sẻ cho bạn bè những mẹo vặt như thế này, cho bạn bè mình cùng biết, để theo dõi những video của Mẹo Vặt 789 một cách thuận tiện nhất. Cuối cùng, xin được chúc bạn thành công. Xin chào các bạn.